Hôm nay cũng là mùng 3 Tết rồi, Hai Sướng xin chúc cho cô chú anh chị các bạn luôn có nhiều sức khỏe và sự như ý nha. Xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Nên mình làm bánh canh bột sắt. Mình làm 800 g bột gạo nè. Nấu với gì mà? Nấu với tôm với đuôi heo với sườn. Đuôi heo. Đuôi heo với sườn. Giờ thì giờ heo mà ở nay hết giờ heo rồi, mình thấy có ba đuôi heo với sườn. Mình nhồi bột với nước nóng như từ bánh canh này. Làm một bánh canh này nhồi bột cho nó nở là mình sắt. Nhờ khoảng ca tay không? Nhờ khoảng ca tay thôi. Nhờ bột vậy nó vừa, nhờ mình để cho nó nghỉ 15-20 phút đi, mình phải sắt. Sắt hay mình xe cũng được, cho nó nở ra nữa. Đang ngủ quá trời ngủ quá. Kiếm mũi ra đầu. Hỏi đây nó không có luôn. Đúng rồi. Cái gì mặc nhau. Cái này đứa chị hai. Cái đó là đây là một. Cái này vậy đó hổng? Tư kỳ quá. Tối không có hay ta? Con hồn nhóc mà tư ơi. Tư ơi. Mình lấy con mặt luôn. Trời ơi, con rửa mặt trẻ, con mắt đỏ, con mắt đỏ, con mắt đỏ, con mắt đỏ. Tắm con đĩa Mỹ ơi. Tắm con đĩa đi. Má chung quậy mà. Đẻ nữa. Hôm nay mơ ước đẻ nữa. Đang mơ đứa gái nữa. Mình nhúng lửa bắt rồi mình nước súp lên trước. À, nướng khô vô mà. Không mực á. Nướng cầm hơi nước súp ngon. Không mực á. Cái gì vậy? Ngủ nhất nè. Ê chung chung. Bự 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 còn ta hả mãn có bự thôi chít 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 rồi đó thấy ngồi đợi hả đợi là tàn ai biết không. Này có hành được chưa chưa để lên có củ hành nha. Bỏ miếng gốc hành vô cho tét lột luôn hay gì á hai bỏ luôn. Bắt nước thì mình trụng sơ xương với đuôi heo. Giờ đuôi heo coi ngắn ngủn à, hồi đó cái đuôi nó nguyên đuôi dài. Rồi giờ không có luôn, không bấm đuôi giờ là bấm đuôi chơi à. Còn đuôi ngắn. Nó chạy luôn không? Ờ, giờ đuôi ngắn. Con chung mua này thì nó cũng chỉ ho đó. Nó khác cái hiệu thôi. Cái hiệu cũng giống giống mà nó viên bự hơn. Rồi viên bự hơn. Cho củ hành này vô luôn cho nước nó
chua nó thơm, nó không khơm. Muối vô luôn. Cho đường phèn vô luôn. Đường phèn nó ngọt cái chị đó, ngọt thanh. Nhiều rồi. Rồi, giờ mình cho tâm khơi vô. Cho tâm khơi khỏi khô mực. Còn mấy con dính nữa. Còn mấy con mà sót. Còn mấy con nấu cao quá rồi. Mấy con tâm khơi mà biết rồi đó. Rồi giờ xe vậy đó hả? Một cục dài hả? Ừ. Xe dài dài vậy. Xe con sung hả? Dài dài nhỏ nhỏ là gì? Xe chạy đi miễn sao dài. Nó dài nó có điều cái đầu nó nhỏ quá vậy. Như cái bọn anh em dò thấy nó ngộ ngộ cái đầu. Ngộ rồi sao? Hay lấy chùm quá. Sắt sắt. Hai sắt vậy bộ thấy im hơn hay à? Xe này không ra nổi rồi. Bị nó thấy sắp ra đường rồi. Mình múc nước con chuột nó sâu rồi, mình cho vô một tí muối. Mình để bột cho mình lột. Mình cho thêm củ hành tím vô nữa. Quá sâu luôn mà. Quá sâu, không sâu cho xương nó mềm. Trứng này mình nhét ra. Rồi con bánh canh nó dịu quá. Hôm nay mình để tỏi thơm vô. Tỏi phi vô. Nó thơm mà nó gầy gầy, nó không dính nữa. Giờ mình cho nấm rơm vô luôn. Mình cũng cải đỏ vô nữa. Tiêu nè. Tiêu đâu? Tiêu trong keo. Sườn nó nhờ cũng mềm á. Ừ, mềm lắm nè. Đổ tiêu hay không có máy quay nè. À, mới phải hư rồi. Thắng là con tiêu luôn đó. Dạ được. Cho tô ăn. Hay chưa hay là ra ăn liền con. Mẹ kêu xuống rồi nha. Tiêu to quá. Năm á. Gửi xong 2-3 lần. Hết muốn rồi nha. Muốn còn rồi. Tôm ở đây con này, tôm ở đây con nè. Ở bữa nay bà có đua heo nữa hả? Đua heo bữa nay nó có bán nữa hả? Có bán. Ủa chưa?
bò cả nhà ăn bánh canh nha. Ăn bánh canh với mình. Đấy, đúng rồi. 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 Nước chẳng lấy bún khô vậy? Nhóc bún khô tiếu ăn gì này mình là mình mời cô chú anh chị cho các bạn cùng ăn bánh canh với mình cho mình nha. Rồi, mình mời cả nhà ăn bánh canh với mình nha. Canh đi heo à? Đuôi heo, sườn heo, tép nữa. Nó lên ăn đi. Làm cái ba này đã. Heo heo. Tôm. Đuôi heo trong giờ. Anh đang ở đâu? Nó ngồi ngồi nhóc sườn ở trước nước. Nước bao la luôn, một lò nước luôn. Dài da như vậy được rồi, bún hổm da như vậy được. Dài lắm là bột bột ve là bột áo ăn được. Hổm mình phải bột áo. Quá trời. Dài má, bột ăn ngon, cái da dừa. Ai ăn được mà? Má ăn thôi, má ăn được. Em nhắc rồi. Con là như sao? 30 không đồng đúng rồi đó. Nó mới bắt cái cửa thử nè, không đồng nhắc có chơi bán đồ không đồng. Bên xe mình tay không ai vậy, mình đông không ai ở tỉnh lặng nữa. Còn thanh như bạn, còn gì không thanh nó mai mà con của con gì tơ mày nó cũng mai ở ngoài nó sợi dây rồi cái gì chỉ nó cắt lậu rồi, nó cắt lậu rồi. Đỏ cây đỏ này, cây đỏ là lạ ngon. Còn cua đại, cua cải mà sạch chưa, cây đỏ là ngon. Ớ, coi bỏ con lát vô, nó ngon. Có gì chăng quá, vô ngát cây cải. Ngàn thắng thằng bộ ngon. Ngày lắm. Ngon ha. Kêu đi có ăn cứ mà hai bánh canh, hỏi bánh canh ngọt hay bánh canh mặn. Vậy là nó không phải bánh canh ngọt nữa. Nó bánh canh mặn nó mới xuống nha. Bánh canh mặn á. Kêu mẹ nó làm cái ngon với dịch là hay rồi. Nó béo thiệt luôn. Theo cho Nhi với ngồi ngoài mấy anh kia nhịn Nhi á, rồi nó đáp được. Mấy trà sữa á Nhi. Trà sữa bánh tráng trộn mới được. Ăn thử rồi đi trà sữa nặng gì á Nhi. Quá rồi. Thôi chiều về. Cái gì ăn lấy? Cái gì? Đồ lấy đâu? Đây sữa lấy.
Phải 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 vào kiểm tra. Kiểm tra rồi sao thiếu nữa mới cho cấp. Dư rồi đó, năm còn không, không có cho kiểm. Phải cho kiểm mà được lấy. Thiếu mới cho. Nước còn em mà lấy. Thế đó Út Út có chuyện đi vô. Ngồi cả tôi em mà suy nghĩ ra nó cũng đi đó. Không, cái này ngon đẹp. Ngon cát rồi. Dưa mà nó cát rồi nó. Nó không phải đỏ bụt bầm bầm. Đỏ ngon không ăn? Nó bầm ngon. Không ăn hơi thẳng hay không? Dưa không? Nó bầm bầm rồi nó dập trời dưa là nó chưa thấy mà nó thấy rồi vụn nó dục đùng 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 đùng. Mày biết đó, nó dập trong đâu đi không? Mấy người mua nó dỗ. Ở đây không phải cái nào cũng dập đâu. Là thấy hình như là Hai Sướng xin kết thúc biết bao nhiêu cô chú anh chị các bạn. Hai Sướng hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha.